Tiếp những học trò sáng giờ rất là nhiều nghệ sĩ đến viếng, nghệ sĩ đóng những vai trong nhà ngoài phố cô chú anh chị đến viếng rất là đông. Kim Chữ Long thì hôm qua có show diễn với nghệ sĩ Bình Tinh, thì hôm nay đội khăn tan chính thức tiếp khách, trò chuyện chia sẻ. Chia buồn của quý vị, bà mẹ rất là nhiều nghệ sĩ và gia diễn trong nhà ngoài
phố rất là nổi tiếng, diễn kịch, hài kịch. Bên đây cũng có những cái vòng bông hồi sáng, những cái lãng hoa gửi đến rất là nhiều ha. Thành tuyên giáo của đảng, thầy Lê Hồng Sơn chúc mừng. Còn đây là Thu Dung Rạng Đông, hãng Rạng Đông ha. Đó, đem gửi những cái lãng hoa đến chúc mừng cũng rất là đông. Phía bên trong là chú Kim Tử Long cũng đang trò chuyện tiếp khách. Những nghệ sĩ đến sáng nay rất là đông nha, xe hơi đến rất là đông rồi, cô chú anh chị ơi. Kim Tử Long, cô Trinh Trinh mới vừa vô, cô chú anh chị. Đây cô lãng hoa đến nè, cô Dung.